Chương 1556 Anh Hai Huyền, anh có thể tránh một chút không? Nghe vậy Thi Thừa An cực kỳ khó chịu Lập tức phủ nhận lời của cô ta Không, em không phải người thứ ba Em không phải Sợ sợ, em đừng nghĩ như vậy Từ đầu đến cuối anh chỉ yêu một mình em Thế nên em không phải là người thứ ba Lâm Văn Vũ cũng không phải Anh chưa từng thích người khác Không ai có thể xen vào giữa hai người chúng ta cả Cậu ta càng ngày càng kiên định với suy nghĩ ly hôn Phong sở sở buông cậu ta ra và nói anh về trước đi Tạm thời chúng ta đừng nên gặp mặt nữa Em cảm thấy rất kỳ lạ Anh là chồng của người khác Em không muốn bị người ta mắng là thứ vô liêm sỉ Cô ta bước nhanh rời đi Lần này thì thừa an không đuổi theo Cậu ta biết phòng sở sở nói không sai Quả từ lúc này bọn họ không nên gặp mặt Nếu không sẽ mang đến phiền phức cho phòng sở sở Sau khi lau đi nước mắt Cậu ta quay lại khu nhà phía đông Dưới sự chỉ thường của Kiều Thị Uyển Cậu ta tìm thấy thiên miểu Trong vườn hoa nhỏ ở viện bên cạnh đầu thu gió đêm hiu hiu ngồi hóng mát trong sân vô cùng thoải mái trong đỉnh thủy tạ phía trước thiên miểu và phong huyền đang hào hứng câu cá phong huyền không giống như đang câu cá mà càng giống như dành thời gian cho vợ hơn thấy cần câu động đậy anh cũng chẳng thèm để ý tới chỉ tập trung bóc vỏ bưởi cho vợ lại nhìn sang thiên miểu cô thả câu sát bên cạnh chiếc ghế nằm mềm mại tư thế ngồi lười biếng thoải mái giống như nữ hoàng trong tranh cổ đại khung cảnh đầy thơ mộng chính là tương lai mà cậu ta từng tưởng tượng ra trước kia Thế nhưng bây giờ cuộc sống của cậu ta là một mớ hỗn loạn. Nghĩ tới đây quyết tâm ly hôn của cậu ta lại càng mạnh mẽ hơn. Thiên miểu, hai người quay đầu lại thả nhiên nhìn cậu ta. Cậu còn chưa về nữa à? Thiên miểu lạnh nhạt hỏi thuận tiện lại ăn một quả nho. Tôi có chút việc muốn nhờ cậu. Thi Thử An hơi khó nói, ánh mắt không ngừng nhìn sang Phong Huyền. Anh Hai Huyền, anh có thể tránh mặt một chút không? Sắc mặt Phong Huyền lạnh nhạt bình tĩnh. Có chuyện thì nói, đã là như vậy thi thừa an đành phải cắn răng nói thẳng thiên miểu là như vậy tôi quyết định ly hôn tôi muốn nhờ cậu giúp một tay giọng điệu của cậu ta rất khiêm tốn hiển nhiên là đang khẩn cầu nghe vậy thiên miểu quay đầu nhìn cậu ta chuyện của gia đình cậu tôi có cách gì chứ một câu nhẹ nhàng khiến thi thừa an căng thẳng cậu đừng từ chối tôi tôi chỉ nhờ cậu nói với chú đường giật một câu bảo ông ta đừng tạo áp lực cho bố tôi để chúng tôi tự mình xử lý chuyện ly hôn như vậy thì tôi sẽ có phần thắng Nói xong cậu ta càng thấp thỏm hơn, bởi vì cậu ta cảm giác được rất rõ ràng, ánh mắt nhìn như bình tĩnh nhưng thật ra không vui của Phong Huyền đang sáng quắc nhìn mình. Quả thật yêu cầu này của cậu ta là làm khó thiên miểu. Mọi người đều biết quan hệ giữa đường giật và thiên miểu là như thế nào, nếu để cho cô đi nói chuyện không thể nghi ngờ sẽ khiến cô thiếu đường giật một ân tình. Nhưng cậu ta thật sự hết cách rồi, chỉ nghĩ được một biện pháp thế này thôi. Tôi không có hứng thú nhúng tay vào chuyện của gia đình người khác. Thiên miểu thản nhiên nói, Thi thừa an khựu chân quỳ xuống Tôi xin cậu Tôi thật sự không thể sống cùng người phụ nữ kia được nữa Cuộc sống mỗi ngày của tôi chẳng khác gì địa ngục cả Chỉ cần cậu đồng ý Tôi nhất định sẽ nhớ kỹ ân tình này Tương lai chắc chắn sẽ trả lại cho cậu Thiên miểu tin lời này của cậu ta Hơn nữa cũng có căn cứ để dựa vào Trước kia trong cuộc cạnh tranh Ở khách sạn Đạt Thư Vì thực hiện lời hứa năm đó Cậu ta đã làm trái ý gia đình mà thuê chọn phòng tổng thống của khách sạn trong vòng 3 tháng, Thế nhưng những lời này của cậu ta vẫn còn tin được, nhưng mà từ chối, cô vô tình quay mặt đi, cô ngoắc ngón tay một cái trực tiếp nâng Thi Thừa An lên, chậm rãi nói, "Tôi không phải tổ tiên nhà cậu, đừng có quỳ lung tung làm tổn thọ của tôi." Chương 1557, một câu thức tỉnh người trong mộng. Lúc này Thi Thừa An vô cùng khó xử, nếu là trước kia thì cậu ta đã sớm quay đầu rời đi, nhưng bây giờ không phải lúc trước, cậu ta không cho phép mình tiếp tục nông nổi như vậy. Sau này tôi sẽ là chủ nhân của nhà họ Thi, tôi hứa với cậu. Chỉ cần tôi có thể nắm quyền kiểm soát nhà họ Thi, tôi nhất định sẽ cắt đứt quan hệ với nhà họ Bạch, dốc toàn lượng khôi phục quan hệ trước kia của hai nhà chúng ta. Cho dù cậu không giúp thì tôi cũng sẽ làm chuyện này. Chỉ là hiện giờ tôi hết cách rồi, nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ có cậu giúp tôi được thôi. Cậu ta khẩn khoản nói, thiên miểu rũ mắt, ngón tay vuốt ve mèo con trong lòng, chậm rãi nói: Tại sao lúc trước cậu kết hôn với Lâm Văn Vũ? đương nhiên là vì nhà họ đường và nhà họ thi kết thành đồng minh muốn tôi liên hôn để củng cố quan hệ vậy tại sao người gả thi lại là con gái nhà họ lâm bởi vì lâm văn vũ nói rằng nếu không làm vậy sau này cô ta sẽ không cứu em trai ruột của cô ta xảy ra chuyện thế nên chú đường mới có thể bán mặt mũi cho cô ta thiên miểu nhìn về phía cậu ta giữa bọn họ có bằng chứng không bằng chứng ý cậu là bằng chứng lâm văn vũ đồng ý nhất định sẽ đổi thận em trai hình như là không có còn nữa với loại chuyện thế này, dù có bằng chứng cũng vô ích thôi. Dựa theo pháp luật, nếu bản thân cô ta không muốn thì cũng không thể ép buộc được. Thiên Miểu nhìn mắt cậu ta, khóe môi khẽ nhếch lên. Vậy có cảm thấy Lâm Văn Vũ sẽ cho không? Trong nháy mắt đó, trong đầu Thi thử An bỗng lóe lên một tia sáng, cậu ta giống như được giác ngộ mà bừng tỉnh hiểu ra. Đúng vậy, với tính cách của Lâm Văn Vũ, chắc chắn cô ta sẽ không đồng ý thay thận, cứ như vậy, đừng dần chẳng những không tiếp tục giúp cô ta mà còn sẽ nổi giận. Hiện tại cậu ta chỉ cần để đường giật ý thức được rằng Lâm Văn Vũ sẽ không ngoan ngoãn đồng ý thay thần. Cảm ơn cậu đã nhắc nhở. Cậu ta vội vàng đứng dậy chạy ra ngoài. Vừa chạy được vài bước, cậu ta lại quay lại và nói Tôi mang đến mấy loại thuốc bổ rất hữu dụng đây. Nếu cậu cần thì cứ nói với tôi một tiếng là được. Thiên miểu xua tay không nói gì nữa. Khóe miệng thi thử an nhếch lên một nụ cười chạy ra ngoài. Bên này, Phong Huyền kéo lên một con cá lớn. Là một con cá chấm mập mập. Thiên miểu vén tóc, cúi đầu nhìn xuống con cá trong thùng rồi nói ngày mai sẽ kho mày phong huyền trêu ghẹo em dọa nó như vậy lỡ dọa chết thì ngày mai ăn không được tươi đâu anh gắn mồi rồi lại thả cần câu xuống hồ thiên miều lại nói nó ngốc lắm chẳng biết kho là thế nào đâu sao em biết nó ngốc anh dịu dàng hỏi không ngốc thì sao lại chủ động cắn vào móc câu của anh cô nói rõ ràng hợp lý ngón tay ấn vào đầu cá một cái khiến nó trượt đi một lát sau phong huyền nói tới chuyện chính đường giật đang điều tra mẹ em em có biết chuyện này không giọng điệu của anh rất thong rong sắc mặt thiên miểu khựng lại ông ta điều tra chuyện này làm gì hai năm trước mộ của mẹ em bị đào sới là do ông ta làm lúc đó ông ta vẫn luôn phái người tìm kiếm mẹ em thiên miểu ngồi ngay ngắn chẳng lẽ mẹ em chưa chết phong huyền đè tay cô lại đường kích động anh sợ em quá kích động nên mới do dự không biết có nên nói hay không đấy lúc mẹ hỏa táng em có ở đó không cô lắc đầu không khi em về thì đã trôn cất xong rồi. Đừng nghĩ nhiều. Có lẽ là ông ta quá nhạy cảm thôi. Nếu mẹ em còn sống, sao bà có thể nỡ không thăm em nhiều năm như vậy chứ? Thiên Miểu chậm rãi tỉnh táo. Cũng đúng. Lâu như vậy rồi em còn không ngửi thấy mùi của bà nữa. Phong huyền hối hận vì đã nhắc tới chuyện này. Ngày mai anh sẽ cùng em đi thăm bà. Nhá. Cô gật đầu. Chương 1558 Yêu thương lẫn nhau Vừa dứt lời, một cuộc điện thoại đã phá vỡ sự yên tĩnh của cả hai thấy lục bản ngư gọi tới thiên miểu nhanh chóng bắt máy nào biết được ngay khi điện thoại vừa kết nối một giọng sữa mềm mại truyền tới cô nghe thấy giọng nói này hai người nhìn nhau ánh mắt bất giác trở nên nhu hòa là noãn noãn sao làm sao vậy cô ơi bố mẹ lại cãi nhau ừ tại sao bọn họ lại cãi nhau cô kiên nhẫn hỏi bé con nói bởi vì bố lén bỏ vào từ ban công khiến cho mẹ sợ hãi thế là mẹ mắng bố còn bảo bố cút đi bố không muốn đi nên hôn mẹ sau đó hai người lấy gối đánh nhau thiên miểu nở nụ cười à noãn noãn đừng sợ bố mẹ như vậy không gọi là cãi nhau đâu vậy được gọi là gì ạ ừ, sau này con lớn lên rồi sẽ biết tóm lại là con không cần lo lắng thiên miểu cầm điện thoại nói chuyện với cô bé càng nói càng lâu người đàn ông bên cạnh thở dài một tiếng im lặng cầm điện thoại lên rồi đi sang bên gọi một cuộc điện thoại vì vậy chỉ chốc lát sau trong phòng lục oản ngư có một tiếng chuông vang lên lúc này một tay thương trạch việt đang ấn lục oản ngư lên đỉnh đầu để ngăn cô ta phát cuồng mà cắn mình còn tay kia thì gian nan móc điện thoại ra alo cái miệng khô nước thoải mái quá nhỉ giọng nói ấm áp mang theo chút lạnh lùng biết là phong huyền thương trạch việt không thể không cho anh mặt mũi giọng điệu chậm lại chuyện gì dỗ con gái cậu ngủ đi con gái tôi tôi anh ta đào mắt qua con gái ban nãy đang nhảy ở trên giường Quả nhìn đã không thấy đâu nữa Anh ta cúp máy Bắt lấy tay Lục quản Ngư Để nghịch nữa không thấy noãn noãn đâu rồi Lục quản Ngư sửng sốt quay đầu lại nhìn Sau đó vội vàng đi tìm Cuối cùng hai người nhìn thấy Con gái ngái ngủ của mình Trong chiếc vali ở phòng đựng đồ Lục quản Ngư nhìn mà đau lòng Bèn ôm lấy cô bé và hỏi Noãn noãn sao con lại ở đây hả Cô bé mở đôi mắt lim dim nhìn hai người Bố mẹ Hai người không cãi nhau nữa ạ à? Lực Oản ngư sửng sốt, Còn sợ bố mẹ cãi nhau nên mới trốn ở chỗ này à Cô bé gật đầu Thương trạch Việt ôm cánh tay lực Oản ngư Nạn nạn nghĩ sai rồi Không phải bố mẹ đang cãi nhau mà là đang tán tỉnh đấy Đó là một cách để biểu đạt tình yêu Thế nên nạn nạn đừng sợ Tha đã cô cũng nói như vậy Đôi mắt của bé con sáng rực lên Đương nhiên là thật rồi Về sức khỏe tinh thần của con gái Cô đành phải nói Nghe bố của con đi Vậy hai người thật sự yêu thương nhau sao? Cô bé nghiêm túc hỏi. Đương nhiên, Thương Trạch Việt đáp lại sau đó quay sang hôn Lục Oản Ngư một cái. Lục Oản Ngư nhíu nhíu mày, nhưng khi đối diện với ánh mắt của con gái, cô ta đành phải nhịn xuống, cứng ngắc quay đầu hôn trả Thương Trạch Việt một cái. Rõ ràng là nhắm vào mặt anh ta, thế nhưng không ngờ người đàn ông này lại đột nhiên quay đầu. Thế là cái hôn này hôn thẳng lên môi. Anh ta mỉm cười gian xào nói thầm. Con gái nhìn kìa. Rất lời, ấy anh ta lại hôn thêm hai cái lục oản ngư mím môi im lặng lườm anh ta bé con vỗ tay nghe yeah, tốt quá tốt quá rồi bố mẹ không cãi nhau thấy con gái vui vẻ hai người cũng thở phào nhẹ nhõm sau đó hai người cùng nhau tắm rửa cho con gái sau đó dỗ dành cô bé đi ngủ ra khỏi phòng ngủ của con gái lục oản ngư lại không thèm nhìn anh ta nữa anh ra ngoài nhớ đóng cửa vào vừa xoay người cô lại bị người đàn ông kéo về phía sau sau đó trên môi bị hôn một cái Khuôn mặt cô ta dần ửng đỏ Nghe anh nói Anh lên tiếng gả cho anh Dứt lời người đàn ông chậm rãi cúi xuống trước mắt cô ta Đột nhiên lấy ra một chiếc nhẫn Rồi quỳ một gối xuống Trong 1559 Tim đập bình bịch Anh đột ngột quỳ xuống Hai tay nâng lên một cái nhẫn Đối với lục Quản ngư mà nói Hành động này khiến cho cô bị choáng váng Hai năm vừa qua Số lần Thương Trạch Việt nhắc tới việc kết hôn rất nhiều Nhưng không hề cầu hôn giống như bây giờ anh... Cô đột nhiên không nói nên lời Lùi về sau hai bước Ánh mắt thương trạch Việt cực kỳ chân thành Anh biết là em rất lo lắng Nhưng em phải tin rằng anh đã sửa đổi rồi Xin em hãy cho anh một cơ hội Giọng điệu của anh đúng là thành khẩn hiếm có Nghe không ra chỗ nào không ổn Lục bản ngư sắp mềm lòng Đúng lúc này trước mắt cô hiện lên những hình ảnh trước kia Đối với các cô gái xinh đẹp tiếp cận mình Anh chưa từng né tránh Điều này khiến cô khó chịu đã lâu Không, không được Cô kiên quyết nhắc lại lần thứ hai, "Tôi sẽ không kết hôn với anh." Sau đó, cô xoay người đóng sập cửa phòng ngủ lại, tựa lưng lên cánh cửa thở dốc, trái tim thình thịch thình thịch đập nhanh trong ngực cô. "Anh gõ cửa. "Tiểu Ngư, không kết hôn thì chúng ta quay lại một lần nữa được không? Bắt đầu từ ngày mai, chúng ta lại yêu thương nhau như trước được chứ?" Cô không đáp lại. Sau lại nghe anh nói, "12 giờ trưa ngày mai, anh đợi em ở trung tâm quảng trường." "Tôi không đi." Anh sẽ chờ em Nói xong câu đó Không lâu sau bên ngoài cũng truyền tới tiếng bước chân Sau đó là tiếng đóng cửa Lục Quản Ngư thở hắt ra một hơi nhẹ nhõm Từ từ mở cánh cửa phòng nhìn ra ngoài Quả thực là đi rồi trong đầu đột nhiên lại bị cảm giác cô đơn bao phủ cùng với sự khó chịu, khó hiểu. Cô cũng không biết giữa hai người bọn họ có thể tiếp tục tới mức nào. Chỉ là mỗi lần đối mặt với việc phải lựa chọn, cô không thể nào đưa ra quyết định một cách dứt khoát. Các chị em để nói cô quá hèn nhát, sợ trước sợ sau không giống tính cách của cô chỉ có bản thân cô biết trước đây cô không sợ gì là bởi vì không sợ bị mất đi cái gì mà bây giờ cô sợ mất ngày trước trải qua một lần đau khổ cô không dám dễ dàng bắt đầu lại nữa ai biết liệu người đàn ông này có mỗi ngày nghĩ một kiểu hay không xoắn suýt bất an cả một đêm cô không ngủ được khi trời vừa sáng cô đưa con gái đến nhà trẻ sau đó về nhà ngủ bù ngủ được một lúc thì giật mình tỉnh lại Cô đưa tay cầm điện thoại di động lên nhìn Bây giờ vừa đúng 12 giờ chưa Cô nhớ tới câu nói của anh ngày hôm qua 12 giờ Anh đợi em ở trung tâm quảng trường Không thể nào Anh ta sẽ tới thật sao Cô tự lẩm bẩm Nếu mình đã nói không đi Chắc anh ta sẽ không ngu tới mức đứng đó chờ chứ Một ánh chớp lóe lên chiếu vào phòng Ngay sau đó là tiếng sét vang lên Cô lại càng hoảng sợ Bên ngoài cửa sổ Cơn mưa tầm tã nhanh chóng đổ xuống Trời đã mưa rồi, chắc anh ta sẽ không đi đâu nhỉ? Đàn ông 29 tuổi rồi chứ không phải mới 19, còn ai lại sẽ ngây thơ đứng đó chờ không chịu đi chứ? Lầm bầm hồi lâu sau, cô gọi điện thoại cho anh. Một tiếng tút vang lên, điện thoại được nghe. Em đang ở đâu? Giọng người đàn ông lẫn vào tiếng mưa. Em ở nhà. Câu nói của cô nhỏ dần đi. Ở nhà. Tôi đã nói là tôi không đi rồi, anh cũng nghe thấy mà. Cô tức giận đến mức cúp luôn điện thoại. Lát sau điện thoại của cô lại vang lên Cô thở phì phì nghe điện Làm sao Mau tới đây đi Quần áo của anh ướt hết rồi Mang cho anh một bộ để thay Người đàn ông nói xong thì cúp luôn điện thoại Lục Hoàn Ngư đầy một bụng tức nghẹn lời Cô tiện tay ném điện thoại di động sang bên cạnh nói Tôi cứ không đi đấy Dù sao đi nữa Tôi cũng đã nói là sẽ không đi rồi mà Trời đang mưa to thế này Lại còn là cuối tuần Ai mà muốn ra khỏi cửa chứ sáu 1560 Hẹn cãi nhau Cô dứt khoát kéo chăn lên cố gắng ngủ Khoảng chừng 5 phút đồng hồ sau Cô giận dữ vén chăn lên Vừa lầm bầm lầu bầu vừa thay quần áo Chỉ dùng 10 phút đồng hồ cô đã chuẩn bị xong xuôi Cầm lấy chìa khóa xe và điện thoại di động rồi đi thẳng ra cửa Mưa đang rất to Màn mưa trắng xóa Dùng cần gạt nước cũng không đỡ hơn là bao Cô đi một lúc lâu mới tới trung tâm quảng trường Vô thức đưa mắt nhìn sang trung tâm thương mại bên đường Vì đó là chỗ dễ thấy nhất Cũng có không ít người đang đứng đó trú mưa đúng lúc này cô bị bóng dáng một người đàn ông đứng trong mưa làm cho giật mình cũng không phải đứng trong mưa mà là dưới mái che mưa của trung tâm thương mại cửa hàng đó cách đầu đường này rất gần nên liếc mắt một cái là có thể nhìn thấy luôn chỉ là vì đứng ở dưới mái che mưa của trung tâm thương mại cho nên chồng anh mới giống như đang đứng trong cơn mưa đưa mắt nhìn qua là có thể thấy tóc và quần áo của người đàn ông kia ướt đẫm cũng không biết là thật hay cố tình làm thế trong tay anh là một bó hoa nhưng không ngờ bó hoa lại chẳng ướt trong đầu cô đột nhiên xuất hiện cảm giác rất kỳ diệu khiến cô thất thần trong chốc lát bên trong xe có ô cô cầm ô bước xuống xe đi tới người đàn ông nhìn thấy cô xong ánh mắt bị mưa xối ướt đẫm xuất hiện ý cười cô lấy ô che nó đi ánh mắt vô thức đưa sang nhìn bó hoa trong lòng anh không một bông nào bị ướt cả anh đứng đây dùng khổ nhục kế người đàn ông không nói gì khóe môi nhếch lên đột nhiên cúi người ấn một cái hôn lên môi cô cô giật mình gương mặt lập tức hồng lên bất kể là khổ nhục kế hay không thì em vẫn tới hơn nữa còn thấy đau lòng đúng không nhìn dáng vẻ đắc ý của anh lục quản ngư tức giận mà không có chỗ phát tiết cút đi ai yêu thương anh anh gật đầu ừ, được coi như là anh đang tự sướng đi cô lục không biết em có thể đáp ứng một thỉnh cầu nhỏ nhỏ của anh không muốn gì cô cảnh giác nhìn anh anh lật lật vạt áo của mình nói quần áo ướt hết rồi đi mua đồ mới cùng anh được không không đi, cô nghiêng mặt qua. Người đàn ông nhẹ giọng nói: "Mời em ăn cơm thì có đi không?" "Không đi." "Thật sự không đi?" "Không đi mà." Cô bướng bỉnh quay đầu sang chỗ khác, nhìn về phía khác. "Thật sự không đi à?" "Không đi." "Vậy em về nhà đi." "Không về." Cô bật thốt lên, vừa hồi hồn lại đã thấy ý cười trong mắt anh. "Không về thì đi mua sắm cùng anh, lát nữa cũng mua đồ đẹp cho em." Anh cầm tay cô kéo đi Đi vào trong khu trung tâm thương mại Lục Oản Ngư ấm ở đi theo anh Bó hoa trong lòng anh được chuyển sang tay cô Rột quãng đường đi hấp dẫn ánh mắt của vô số người Đây là cửa hàng này Cô nhanh chóng kéo anh vào một cửa hàng quần áo Không muốn người đi đường cứ nhìn mình chăm chăm Thương Trạch Việt nghe lời cô nói Cất bước đi vào Anh vào phòng thay đồ cởi quần áo trước nhé Ướt nhẹp thế này không mặc nổi nữa Em đi chọn giúp anh vài món được không Có lẽ là thấy sự chân thành trong mắt hắn Lục Quản Ngư lại điên rồi gật đầu Chỉ lần này thôi đấy Anh nở nụ cười Nhìn theo anh đi vào phòng thử quần áo rồi Cô định đi chọn vừa một bộ quần áo là được Nhưng khi cô phải chọn Lại không kìm được sự nghiêm túc của bản thân Nhân viên đứng cạnh đề cử cho cô Vài món đồ đều bị cô lắc đầu bỏ qua Trong lòng cô nghĩ Nếu anh mặc mấy bộ đồ này Thì trông có khác gì công tử bột Cuối cùng cô dựa vào sở thích của mình Để chọn một bộ đồ tương đối đơn giản đưa cho anh Tổng độ thay quần áo của người đàn ông rất nhanh trong chốc lát đã thay xong đi ra ngoài. Wow, thưa anh, anh mặc bộ đồ này trông rất đẹp. Nhân viên cửa hàng đứng bên cạnh lập tức nịnh nọt. Lực Oản Ngư lại cau mày. Chưa 1561, vừa rung động lại vừa thấy ghét. Người đàn ông đứng trước mặt đúng là đẹp trai thật, nhưng lại không phù hợp lắm với ấn tượng trước kia. Nếu không thì đổi bộ khác đi. Thương Trạch Việt, ừm, Vì về sao? Em không thích bộ đồ này à? Thích, tôi cực kỳ thích nhưng mà nó không hợp với anh. Thương Trạch Việt quay lại nhìn gương, chỉnh trang quần áo nói, ai vào không hợp, trước đây cứ mặc một phong cách, bây giờ đổi sang kiểu này trông ổn hơn mà, lấy bộ này đi. Lục Oản Ngư bĩu môi, cảm thấy trong lời nói của anh có hàm ý. Thưa cô, bộ quần áo này của chúng tôi là đồ cho các cặp đôi, cô có muốn đi thử xem không? Cặp đôi? Thương Trạch Việt mỉm cười, thì ra em muốn mặc đồ đôi với anh. Không hề nhá, hơn nữa mặc đồ đôi trông tục lắm, có biết không hả? Tại sao cứ phải là một đôi với nhau thì phải mặc đồ đôi? Cô nói mà không thèm suy nghĩ. Anh nở nụ cười. Được, vậy chúng ta làm một đôi bớt thô tục đi. Lục Uẩn Ngư phiền lòng. Sao cứ như vậy mà lọt hố rồi? Mua quần áo xong anh kéo cô đi ăn cơm, đi dạo phố, chơi trò chơi, làm rất nhiều hoạt động mà các cặp đôi thường làm. Cô dần dần đắm chìm trong đó, quên mất cảm giác bài xích của mình. Đúng lúc trong trung tâm thương mại đang tổ chức sự kiện, hai người bọn họ chung tay đoạt được quán quân, giành được một phần thưởng do tiệm châu báu tài trợ là một đôi vòng tay tình nhân lúc này cô thấy vui vẻ hai người chơi đến lúc chạng vạng mới quay về tay xách rất nhiều đồ ăn vặt và đồ chơi đều là cho con gái thương trạch việt định cùng cô vào nhà nhưng lại bị ngăn ngoài cửa hôm nay tới đây thôi cô nhanh chóng đóng cửa lại ngoài cửa lại truyền đến tiếng cười khẽ của người đàn ông được em nghỉ ngơi đi ngày mai anh đón em đến công ty liệu quản ngư đè ngực mình lại cảm giác tìm đập thình thịch thình thịch lại xuất hiện cô đặt hết đồ lên bàn chuẩn bị gọi điện thoại cho bảo mẫu để bà ấy đưa con về nhà vừa mở điện thoại di động lên cô lại thấy một tin nhắn cô lục thần trùng hợp vừa nãy tôi thấy hai người ở trung tâm thương mại chắc cô còn nhớ tôi là ai nhỉ tôi là triệu hi triệu hi trái tim cô lạnh băng người phụ nữ này là người yêu cũ của thương trạch việt cô ta có nói cô ta từng mang thai đứa con của thương trạch việt nhưng thương trạch việt lại bắt cô ta đi phá Chính vì chuyện đó mà suốt một thời gian dài cô không chấp nhận nổi thương trạch Việt. Sao lần này chỉ vì chút mật giót vào tay mà cô lại quên mất rồi? Cô buông lỏng tay, những món đồ kia rơi xuống đất, cô cũng không còn tâm trạng đi nhặt lên nữa. Cũng trong lúc đó, trong một chiếc xe ở dưới sân tòa nhà, Triệu Hy ngồi bên trong xe, mắt nhìn chằm chằm dòng tin nhắn ngắn trong điện thoại di động đã gửi đi một lúc lâu, nhưng không nhận được hồi âm. Cô ta lạnh lùng cười, nhìn hai tầng trên dưới của tòa nhà, Tầng trên là nhà của Lục Bản Ngư, tầng dưới là căn hộ mà Thương Trạch Việt thuê. Người đàn ông đó là người mà cô ta thầm mến đã lâu. Không tính là đã từng chính thức ở bên nhau, nhưng đối với cô ta mà nói, cũng đã đủ để khắc cốt ghi tâm. Cho nên mãi cho đến ngày hôm nay, cô ta vẫn chẳng thể quên được anh, thậm chí còn vì anh mà thấy chướng mắt những người đàn ông khác. Đáng tiếc, bên cạnh anh còn xuất hiện một người phụ nữ khác, hơn nữa còn là con nhóc chết tiệt kém bọn họ tới 6 tuổi kia. Cô ta không cam lòng, vì thế đã tạo ra một lời nói dối để lừa gạt con nhóc kia. Quả nhiên phụ nữ đều có tính ghen tị, lời nói dối đó rất có tác dụng, cho dù bọn họ đã có con nhưng cũng không kết hôn. Cô ta từ từ nở nụ cười, tôi còn có một chiều nữa đấy danh con, cô không phải là đối thủ của tôi đâu. Vừa dứt lời điện thoại của cô ta cũng vang lên. Alo, xin chào, có phải là cô Triệu Hy không? Là tôi. Chào cô, tôi là hiệu trưởng của trường mẫu giáo Thịnh Huy, Tôi rất vui khi được thông báo với cô rằng cô đã qua vòng phỏng vấn, cô có thể đến trường vào ngày mai. Cảm ơn hiệu trưởng, tôi nhất định sẽ đến đúng giờ. Cô ta cúp điện thoại, đôi môi đỏ mọng cong lên nở nụ cười thật tươi. Trước 1562, làm việc nghĩa, ngoại ô phía bắc, trong một khu sườn bỏ hoang truyền ra tiếng khóc bi thương cùng với tiếng chân chạy trốn. Bên trong, một bé trai đang điên cuồng chạy về phía trước. Phía sau là hai người đàn ông với gương mặt dính đầy máu tươi vô cùng dữ tợn. Trên mặt hai người bọn họ đều có dấu vết kỳ quặc, thoạt nhìn vô cùng ghê rợn. Đồng thời trên cổ và cánh tay đều có vết cắn còn đang nhỏ máu. Bọn họ đều là bố mẹ của bọn trẻ, là người bị dính virus. Tính từ lúc bị dính virus trong vòng 3 ngày sẽ có sự thay đổi, mất đi lý trí giống như chó điên cắn người lung tung. Cậu bé không ngừng kêu khóc, nhưng dù thế nào cũng không thể đánh thức lý trí của bố mẹ nữa. Trên người cậu còn đeo cái ba lô nhỏ, chạy rất cật lực. Đột nhiên cậu bé ngã nhào xuống đất, lăn một vòng vừa quay đầu lại đã thấy gương mặt trông như sắc sống của bố mẹ mình ở ngay đằng sau, đang vườn tay nhào về phía cậu. Đột nhiên, một bóng dáng xẹt qua trước mặt cậu, sau đó cậu nhìn thấy một cô gái cầm gậy trong tay đứng bên cạnh mình, còn bố mẹ cậu thì đã bị đánh ngất đi rồi. Cô gái buộc tóc hai bên, quay đầu nhìn cậu, không sao, mau đứng lên đi. Cậu bé ngần cả người ra, nhìn thấy bố mẹ như thế thì vừa khóc vừa đi tới xem bọn họ. Bố mẹ em bị trúng độc rồi, phải đưa đến bệnh viện. Em đừng chạm vào họ, Lỡ như trên người em có vết thương Virus gây bệnh từ miệng vết thương đi vào Em cũng sẽ bị lây bệnh theo Cậu bé nghe xong mới rụt tay lại Lúc này cậu bé lại thấy một người đàn ông nữa đi tới Người đàn ông đó mặc một bộ quần áo màu trắng bạc Thoạt nhìn rất tinh khiết và thần thánh Cô gái nhìn thấy anh ta thì lập tức đổi sắc mặt Vui vui vẻ vẻ chạy tới cười nói với anh Anh cả, em vừa bắt được hai bệnh nhân muốn trốn viện Vẻ mặt bạch bộ thừa bình thản Gọi một cuộc điện thoại bảo bệnh viện đưa người đến xử lý sau đó anh ta lên xe rời đi tiên đại cũng đi theo cô linh hoạt chui vào trong xe sau đó cô quay đầu nhìn bạch bộ thừa phát hiện sắc mặt anh trông rất tiêu thủy. dường như đang mệt chết đi được đúng là rất mệt bởi vì ba ngày vừa rồi anh chưa được chợp mắt cô không biết sau khi mình ngủ đã xảy ra chuyện gì nhưng bất kể là tỉnh lại vào lúc nào cô cũng đều thấy bạch bộ thừa đang trong trạng thái tỉnh táo cô suy nghĩ giây lát tò mò hỏi anh cả chúng ta làm như thế bác có giận không trong thủ đô cũng đã xuất hiện bệnh nhân. Anh trai vẫn dẫn theo cô cùng đi tìm kiếm các bệnh nhân trốn viện để đưa bọn họ trở lại. Cũng nhờ thế mà cứu được rất nhiều người suýt nữa đã bị cắn. Cô thấy cảm giác đi làm việc nghĩa như thế này. Nhưng đồng thời, cô cũng rất sợ bố của Bạch Mộ Thừa sẽ biết chuyện. Không phải là cô sợ người đó, mà là sợ hai người vì chuyện này mà cãi nhau. Bạch Mộ Thừa sẽ đau lòng. Bất kể là ai, bị bố của mình sỉ nhục như thế đều sẽ thấy đau lòng. Cô vô thức cho rằng bệnh mộ thừa và bố của anh chắc là sẽ không đồng ý cho bọn họ làm như thế bệnh mộ thừa không trả lời câu đó của cô chỉ hỏi dạo này hắn có xuất hiện không thiên đại ngẩn ra đáp ba lần lần nào cũng đều là sau khi nghỉ ngơi lúc anh quay lại hắn là ám chỉ nhân cách thứ hai cô bé mí môi nói anh cả em thấy người đó thật đáng sợ cứ âm u kiểu gì ấy hình như hắn cũng rất ghét em chỉ biết ra lệnh cho em làm việc nhưng cũng rất hung dữ hắn sẽ không đi cứu người khác còn muốn bắt em nhìn người khác bị cắn còn có một lần em cũng bị cắn đấy chỉ là cơ thể của em không giống mọi người căn bệnh đó không lây qua em được em bôi thuốc là xong em rất ghét hắn người đàn ông đột nhiên hỏi một câu chương một nghìn năm trăm sáu mươi ba người đàn ông khiến trái tim người khác đóng băng cô không để ý đến ánh mắt đã thay đổi từ lâu của người đàn ông nói tiếp đúng vậy em không thích hắn hắn chẳng khác gì ác ma còn muốn chiếm lấy thân thể của anh trai thật là quá đáng ghét người đàn ông nhích môi cười u ám vũ kiến hôm nay em không ngoan sống lưng thiên đại lại toát toàn thân tê liệt cô nhìn người đàn ông bên cạnh trong đôi mắt ấm áp nho nhã kia bây giờ tràn ngập sự hung ác và nham hiểm hiển nhiên đây đã là một người khác hơn nữa chỉ có người kia mới gọi cô là vũ kiến bởi vì hai chữ thiên đại sẽ làm hắn nhớ tới người phụ nữ kia sau đó sẽ khiến bạch bộ thừa thật sự tỉnh lạnh tốc độ xe càng ngày càng nhanh hô hấp của cô cũng càng ngày càng gấp không nói được gì Hắn lít nhìn địa chỉ chỉ định trên bản đồ trên màn hình trong xe, nở nụ cười. Các người muốn tới chỗ này à? Làm gì thế? Thiên đại siết chặt dây an toàn không dám lên tiếng. Chỗ bọn họ muốn tới là một khu nhà ở nhỏ bởi vì đằng đó có một bệnh nhân. Buổi sáng lúc ra ngoài chưa lâu bệnh nhân này bị cắn nhưng vì sợ đến bệnh viện nên đã lén đi về nhà. Sợ dĩ anh ta e ngại phải đến bệnh viện là vì nghĩ mình sẽ chết. Mà căn bệnh kia cần thời gian lan ra trong cơ thể người. Nếu như còn đang trong thời kỳ ủ bệnh bệnh nhân kia chắc là sẽ không cảm thấy gì lạ cũng vì thế sẽ tạo ra ảo giác chuyện này không có gì nghiêm trọng với bệnh nhân họ lại càng không muốn đến bệnh viện nhưng chỉ cần bệnh này lan ra toàn thân xâm nhập vào tim và não phát bệnh là chuyện trong nháy mắt chỉ cần phát bệnh người xung quanh để sẽ trở thành con mồi của người đó sáng sớm bọn họ đi theo ông cụ kia tới nhà giải thích về tình trạng này với người nhà bọn họ đã đồng ý nói sẽ lập tức đưa tới bệnh viện Thế nhưng không lâu sau, nhân viên bệnh viện lại gọi điện thoại tới nói đám người nhà đó không chịu phối hợp, bây giờ còn đang kéo dài thời gian và bọn họ qua chỗ hỗ trợ xử lý. Thiên đại không dám nói ra chuyện này. Cô liếc mắt nhìn người đàn ông bên cạnh, môi mím chặt. Tiểu vũ kiến, không ngoan là sẽ bị phạt. Hắn ta nói chậm rãi, cửa xe đột nhiên mở ra. Thiên đại đột nhiên nhớ tới lời bạch mộ thừa nói. Anh từng nói rằng, nhân cách này chỉ thích những người khác phục tùng nghe lời hắn ghét nhất những người cãi lời hắn chỉ cần nghe lời hắn là được cô không thể làm gì khác hơn là mở miệng bên khu nhà của tĩnh quang kia có bệnh nhân không chịu tới bệnh viện bọn họ nhờ chúng ta giúp đỡ người đàn ông cười nhạo xin các người giúp đỡ gì đây các người trở thành anh hùng nhân dân rồi à hay là cảnh sát nghe giọng điệu này cực kỳ mỉa mai thiền đại nén cảm giác không hài lòng lại nói anh trai chính là anh hùng anh ấy cứu được rất nhiều người đó thế à trong mắt người đàn ông thoáng qua ý cười âm u lạnh lẽo cứu người ư thế ra hắn lương thiện như vậy sao mỗi một chữ hắn nói ra đều khiến cho thiên đại lạnh từ lòng bàn chân lên đầu đây là chuyện tốt mà anh cũng có thể tham gia chúng ta cùng đi cứu người như thế tốt mà hắn cười khẽ không nói gì tăng tốc độ xe thiên đại không biết hắn có đồng ý hay không cô dựa vào nguyên tắc chấn an người khác nói thực ra tôi thấy anh cũng là một người tốt nếu như cứu được người sức quyến rũ của anh sẽ càng lớn hơn tương lai lại càng có nhiều chị em gái xinh đẹp thích anh Khóe môi người đàn ông lại hơi cong lên Cười như không cười Cũng không nói gì thêm Thiên đại cũng không còn lòng dạ để suy nghĩ nữa Cũng không biết nên nói gì Trong lát sau xe đã chạy tới khu nhà ở Bên trong khu nhà không có Một bóng người nào đi dạo Thế nhưng trên tòa nhà cao tầng Bên cạnh ô cửa sổ sáng đèn Đều có người đang nhìn xuống Chắc là đang xem trò hay Xe vòng qua bên phải Lập tức nhìn thấy một chiếc xe cứu thương và mấy nhân viên y tế Trong 1564 Toàn bộ quân số đã bị tiêu diệt rồi. Âm thanh cãi vã truyền đến chính là các thành viên trong gia đình đó đang cãi nhau với nhân viên y tế. "Bố tôi không sao cả, các người hãy đi đi, tới bệnh viện rồi còn trở về được nữa sao? Đừng tưởng là tôi không biết, mấy ngày trước cũng có người ở đây bị đưa đến bệnh viện, ngày hôm sau đã chết ở đó rồi." Hình như người đang nói chuyện là con gái của ông già, cô ta bảo vệ cho ông già đang cúi đầu im lặng để ông ta không bị nhân viên y tế đưa đi. Mấy nhân viên y tế trong bộ đồ bảo hộ đang cố gắng thuyết phục họ nhưng lại bị một người đàn ông đẩy ra. Chắc hẳn người đó là con rể hoặc con trai của ông già. Anh ta tức giận chỉ tay vào nhân viên y tế rồi đe dọa. Tôi cảnh cáo các người, các người đang vi phạm pháp luật đấy. Nếu không chịu rời đi thì tôi sẽ kiện các người. Có lẽ người bị anh ta mắng là nữ, đã mệt mỏi suốt một ngày mà con bị mắng như vậy nên cô ta không kìm được. Đột nhiên quay đầu bật khóc. Đồng nghiệp bên cạnh an ủi, không nhẫn nhịn được nên đã bắn người đàn ông một câu Nhưng lại bị anh ta đẩy ra Cút đi, nhà chúng tôi không có người bệnh Bố tôi bất cần nên bị đứt tay chứ không phải bị cắn Các người nghe rõ rồi chứ Nhìn thấy cảnh tượng này thiên đại vô cùng tức giận Bên cạnh cô bé truyền đến tiếng cười châm chọc Các người đang muốn cứu người bằng cách này sao Thiên đại giải thích Cũng không phải tất cả mọi người đều như vậy hơn nữa, cứu một người chính là cứu cả nhóm người đấy. Nếu chúng ta bỏ mặc họ thì những người trong khu dân cư này sẽ gặp nạn. Cô bé vừa dứt lời thì đằng trước đột nhiên truyền đến một tiếng thét chói tai. Thiên Đại quay đầu lại thì trông thấy ông già vốn im lặng nãy giờ đã biến thành một con ác quỷ, ông ta vồ lấy những người ở gần mình rồi cắn ngay, chất độc phát tác rồi. Các thành viên trong gia đình ông già đều chạy trốn, vừa la hét vừa khóc lóc. Mặc dù cũng sợ hãi nhưng các nhân viên y tế phải sử dụng biện pháp để ngăn ông ta lại. Tuy nhiên, sức mạnh của người nhiễm độc lớn hơn người thường gấp nhiều lần, bọn họ hoàn toàn không phải là đối thủ của ông già ngay sau đó người nhà của ông ta đều bị cắn họ nằm trên mặt đất khóc không ngừng và lớn tiếng kêu cứu mạng ba người trong số bốn nhân viên y tế đã bị cắn một người đang điên cuồng chạy về phía họ ông già ở phía sau đột nhiên bổ nhào tới như một con khỉ ông ta nắm lấy chân của người kia rồi kéo anh ta trở lại chân tay thiên đại run run cô bé muốn ra ngoài để giúp đỡ những người khác nhưng bàn tay lại bị cậu ta đè lên hơn nữa cửa xe cũng không mở được anh buông tay ra em muốn đi cứu bọn họ sắc mặt của người đàn ông lạnh nhạt và thản nhiên nếu em có thể đi ra ngoài thì cứ việc cứu đi thiên đại vô cùng tức giận cô bé tháo dây an toàn và định dùng vũ lực để ra ngoài thế nhưng vào đúng lúc này tiếng kêu cứu ở phía trước đột nhiên biến mất cô bé chậm rãi quay đầu lại thì trông thấy ông già đang nằm bên trên người kia ông ta đã sớm lây nhiễm cho người nhân viên y tế kia rồi toàn bộ quân số đã bị tiêu diệt đèn đóm ở các căn phòng xung quanh đều tắt ngóm thậm chí còn có cả tiếng thét sợ hãi vọng ra từ trong phòng người đàn ông uể oải nói ngày mai khu dân cư này sẽ trở nên nổi tiếng cậu ta mỉm cười quay đầu xe lại rồi bỏ đi tiền đại cực kỳ bực tức anh cũng là con người tại sao anh lại có thể trơ mắt nhìn đồng loại của mình bị cắn như thế người đàn ông không buồn cũng chẳng giận thậm chí còn khá vui vẻ hiện giờ bọn họ là đồng loại của em đấy thiên đại không dám nói gì Cô bé hoảng sợ nhìn người đàn ông này và đã hiểu hàm ý ẩn sâu sau câu nói của Bạch Mụ Thừa. Nhân cách phụ này đúng là một kẻ điên, cậu ta lại có thể giúp loài khác giết hại đồng loại của mình. Tiền đại lặng lẽ lấy điện thoại di động ra, tìm được dãy số kia một cách khó khăn, cuối cùng gửi đi một tin nhắn. Cùng lúc đó, Thiên Miểu, người đang đi dạo trong sân sau bữa tối, cũng nhận được một tin nhắn. Khu dân cư tinh quang, xin hãy cứu người. Tin nhắn ngắn gọn, cũng không biết người gửi là ai, Thiên miểu gọi lại cũng chẳng có ai bắt máy Cô không hề hoang mang Lập tức sai hắc cây đi điều tra Và nhận được một câu trả lời sau khi đợi khoảng 15 phút Bà chủ Chủ nhân của số điện thoại này là Bạch Mộ Thừa chương 1565 Theo dõi Thiên miểu có số điện thoại của Bạch Mộ Thừa Nhưng tin nhắn không được gửi tới từ số đó Rõ ràng đây là số điện thoại mà anh ta mới mở Thiên miểu chợt nhớ tới cô bé kia Chẳng nhẽ chính là cô bé đã gửi tin nhắn cho cô sao Cậu đến khu dân cư tinh quang xem thử đi Em vừa rồi đã cử người qua đó xem xét rồi Không cần điều tra nữa Bên đó xảy ra sự cố Một gia đình không chịu phối hợp với bác sĩ Để đưa ông già bị nhiễm virus đến bệnh viện Hậu quả là ông già đó đã phát bệnh rồi cắn tất cả mọi người Không có bác sĩ nào thoát khỏi Bọn họ đã tấn công những người khác trong cùng tòa nhà Bây giờ em đoán Khu dân cư đó đã bị niêm phong lại rồi Bà chủ, chị đừng ra ngoài Nếu có việc thì chị cứ giao cho em là được Em thấy với tính cách của chị Nếu ra ngoài thì nhất định sẽ bị động thai đấy Thiên miểu bình thản đáp tôi cũng không quý giá đến vậy đâu. Này, chồng chị, mẹ chồng chị và cả bố chị đều nghĩ như vậy đấy. Chị chính là báu vật được họ nâng niu trên tay. Hiện giờ em cũng không dám để Polita ra ngoài trong lúc đang mang thai đâu. Chị nghe lời em một chút đi. Cậu ta không biết rằng sau khi mình nói xong câu đó, Thiên Miểu đã sớm không còn ở nhà họ Phong nữa. Cô dẫn Duy nhất rời khỏi nhà họ Phong rồi tới khu dân cư Tinh Quang. Nếu đã như vậy thì cậu đừng hành động nữa, hãy quay về chăm sóc Polita đi, chắc chắn cô ấy sẽ rất lo lắng cho cậu thiết miểu dặn dò một câu rồi cúc máy ngay bên cạnh cô duy nhất đang lái xe mẹ ơi đã có tin tức rồi cậu bé nói vừa dứt lời cổ họng của duy nhất lập tức thay đổi tông giọng biến thành giọng nói của một nam phát thanh viên đang đưa tin về khu dân cư tinh quang hiện giờ bên trong khu dân cư đã được kiểm soát dân cư xung quanh nhớ kỹ không được đi lại lung tung và tích cực phối hợp với công tác bảo vệ nếu bị cắn thì xin mọi người đừng kích động hãy gọi ngay cho cảnh sát để họ giải quyết, đồng thời đến bệnh viện để xử lý vết thương kịp thời, tránh để virus gây bệnh lây lan khắp cơ thể. Lúc đang đưa tin thời sự, đôi mắt của Duy Nhất đột nhiên sáng lên, cậu bé nhìn lướt qua một chiếc ô tô đang lao tới từ phía chính diện. Trong chiếc may vách màu đen cách 50 mét ở phía trước, có một người dị hóa, 13 tuổi, giới tính nữ, năng lực trung cấp. Thiên miểu không khỏi ngạc nhiên, cô không biết Duy Nhất còn có chức năng này, có lẽ chức năng này đã được người ta sửa đổi và nâng cấp trong suốt 2 năm cậu bé bị giam giữ. Đúng như những gì Ngụy Vũ đã nói, đám người côn lôn cần cử người ra ngoài để bắt lại toàn bộ các đối tượng thí nghiệm đã bỏ trốn, xem ra bọn họ đã phát triển chức năng này nhằm xác định rõ đối tượng thí nghiệm. Phía trước có hai chiếc xe, một chiếc là máy đang chạy nhanh về phía này, chiếc còn lại là một chiếc xe van cách máy bách không xa. Hình như xe van này đang có vấn đề, Đường bên cạnh rộng lớn như vậy nhưng nó không tăng tốc, có vẻ như nó đang cố tình chạy theo chiếc xe này, rất nhanh. Thiên Miểu đã nhìn thấy hai người ngồi trên chiếc Maybach đen kia, đó chính là Bạch Mộ Thừa và cô bé kia. Dường như bọn họ không chú ý tới Thiên Miểu mà chỉ lái xe sượt qua xe cô, mặc dù chỉ vòn vẹn có vài giây, nhưng Thiên Miểu cũng có thể bắt gặp vẻ mặt lo lắng của cô bé khi họ lướt ngang qua. Trông Thiên Đại giống như đang bị uy hiếp, vì vậy người đang ngồi ở ghế lái không phải là Bạch Mộ Thừa. Đầu xe của Thiên Miều rẽ ngoặt gấp, cô cũng đi theo chiếc xe van kia. Ba chiếc xe chạy thẳng một mạch về phía trước, giữ khoảng cách an toàn với nhau để không bị đối phương phát hiện và cũng không bị lạc. Không biết bao lâu sau, chiếc máy bách lái tới cổng một nghĩa trang. Và ban đêm khung cảnh xung quanh thật ôm u và quái dị, bóng tối rùng rợn bao trùm khắp mọi nơi. Thiên Miểu dừng xe cách đó khá xa, trước mắt cô bố trí duy nhất đi đằng trước để xem xét tình hình. Trong 1566, Rốt cuộc thì lực lượng mà anh gọi là binh đoàn mạnh tới mức nào? Duy nhất có võ thuật cao siêu, đồng thời cũng có thể bay lên không trung một cách im lặng. Vì vậy cậu bé chỉ cần bay lên trời là có thể ghi lại hình ảnh bên dưới, đồng thời gửi cho thiên miểu xem. Cô ở trong xe dùng điện thoại di động kết nối với tín hiệu của Duy nhất để nhìn thấy tình hình bên ngoài. Những đám mây dày đặc đảm ra, ánh trăng chiếu sáng mặt đất khiến khắp trốn đều sáng sủa hơn rất nhiều. Bạch mộ thừa vào sâu trong nghĩa trang, người theo sau là cô bé kia, Cô bé bước đi không mấy nhanh nhẹn Vừa nhìn đã thấy sự miễn cưỡng Hơn nữa thiên đại vừa đi vừa nhìn ngó xung quanh Hình như đây là lần đầu tiên cô bé tiến vào địa điểm thế này Đặc biệt là thiên đại thường xuyên ngoái đầu nhìn lại Có lẽ cô bé đã phát hiện ra điều gì đó Thiên miểu nghĩ tới việc Thiên đại là một người dị hóa Vậy nên không là trừ khả năng Cô bé có thính giác nhạy bén Cô lặng lẽ ngồi trong xe quan sát tình hình Chứ không vội ra ngoài Đưa tay sở lên bụng Người đầu tiên thiên miểu nghĩ tới chính là đứa bé ở trong bụng tiền nho nói rằng bây giờ vẫn chưa phải là thời kỳ an toàn nên thiên miểu phải cẩn thận cho mọi việc nếu không sẽ rất dễ mất đứa bé một tình huống mới đột nhiên xuất hiện trên màn hình khiến đôi mắt cô nheo lại thiên miểu thấy ba người lặng lẽ rời khỏi chiếc xe van trên ngoài nghĩa trang hình như mỗi người được cầm một khẩu súng trên tay nhìn vào động tác và cách bố trí của họ thì đối phương đều là những người được huấn luyện bài bản thậm chí bọn họ còn có cả bộ đàm là đám người tần chân bạch mộ thừa đang bị theo dõi có lẽ trong khoảng thời gian này anh ta vẫn luôn bị đám người tần chân theo dõi sát sao với mục đích bắt được côn lôn tối nay là thời cơ thích hợp để hành động mà tại thời điểm này trong nghĩa trang thiên đại bị bạch mộ thừa buộc phải tiến lên trước hai bước dù có muốn thì cô bé cũng không thể chạy trốn được thiên đại cũng chẳng muốn bỏ trốn cô bé chỉ muốn làm anh cả của mình tỉnh táo lại thiên đại đã ngửi thấy mùi hương của người phụ nữ tên là đường thiên miểu ở gần đó đây chính là mục đích cô bé gửi tin nhắn cho thiên miểu để cô đánh thức bạch mộ thừa Người đàn ông trước mặt thiên đại quá đáng ghét Đừng ngẩn người Tiến lên nhấc cái bia mộ kia ra Người đàn ông kia lên tiếng Thiên đại nhìn về phía trước Trước mặt họ là khu vực cuối cùng trong nghĩa trang Sau lưng là một ngọn núi lớn Cách đó không xa có một bia mộ không có chữ Sau khi suy nghĩ một lúc Thiên đại bước lên và nhấc tấm bia bằng một tay Bia vừa chuyển động thì nấm mộ trước mặt đột nhiên mở ra ầm ầm, một cánh cửa cảm biến xuất hiện. Cô bé đã bị sốc. Đây là đâu? Ánh mắt của người đàn ông rất hung ác Cậu ta không nói gì mà chỉ đi lên Khu vực cảm ứng rồi dừng lại Cửa liền mở ra Theo tôi vào bên trong Thiên đại quay đầu nhìn về phía con đường tối đen như mực ở phía sau Thoạt nhìn chẳng có ai ở đó Nhưng cô bé nhận ra Có một vài người đang phục kích bên kia Thiên đại vẫn đi theo bạch mụ thừa vào trong Bên trong là một ngôi nhà Cô bé chợt hiểu Em biết rồi, đây chính là nhà của cái người tên Côn Lôn kia Phải không? Người đàn ông vẫn không trả lời thiên đại Đột nhiên, một cơn gió lạnh ập tới từ cuối hành lang đến trước mặt cô bé. Giây tiếp theo, một bóng đen cao lớn lao về phía người đàn ông, thoạt nhìn như định tấn công Bạch Mộ Thừa nhưng đối phương đã kịp thời dừng lại trước mặt cậu ta. Người đàn ông không hề kinh hãi, trong cậu ta cực kỳ bình tĩnh và ung dung. Thiên đại vừa cảm thấy chán ghét lại vừa sợ hãi côn lôn một cách khó hiểu, giống như một con chó nhìn thấy con hổ, có lẽ đó là một loại áp chế từ huyết mạch. Cô đứng phía sau người đàn ông, Côn Lôn vẫn bao bọc thân mình kín kẽ, chỉ có một chiếc mặt nạ trên mặt. Cậu lại dám đưa người tới đây à? Côn Lôn tức giận lên tiếng, người đàn ông cười khẩy, "Để tôi xem, lực lượng mà anh gọi là binh đoàn mạnh đến đâu." Côn Lôn đột nhiên cười to, "Cũng tốt, cho dù có bao nhiêu người tới đây thì họ đều sẽ trở thành thức ăn cho những người cùng tộc của tôi." Nghe vậy, Thiên Đại lập tức ngẩng đầu lên và nhìn chằm chằm vào người đàn ông. Chương 1567, quá ngầu. Thiên đại hiểu ra, người đàn ông này đã sớm biết phía sau có người theo dõi mình, chỉ có điều cậu ta không vạch trần bọn họ vì muốn dụ đối phương vào miệng cọp. Không được, anh không thể làm thế, đó là hành vi trái pháp luật. Cô bé không kịp nghĩ nhiều mà đã thốt lên. Thiên đại vừa dứt lời thì một lực hút khổng lồ bất ngờ tóm lấy cô bé rồi đưa lên không trung, sau đó hút cô bé vào bàn tay của côn lôn. Anh ta bóp cổ thiên đại. Lòng bàn tay to gấp đôi bàn tay người thường, tương đương với hai lòng bàn tay của người khác cộng lại côn lôn túm lấy cổ cô bé như đang xách một con gà con sắp bị làm thịt cái thứ trướng mắt côn lôn bất ngờ gia tăng sức lực ngay tại thời điểm thiên đại cho rằng mình sẽ chết ở đây thì bên tai trở truyền đến một câu nói nhàn nhạt, nhạt của bạch mụ thừa thả con bé ra chỉ là một câu nói nhẹ nhàng nhưng chẳng hiểu tại sao lại có sức uy hiếp nghiền nát tất cả mọi thứ côn lôn hờ lạnh một tiếng nhưng vẫn nể mặt bạch mộ thừa và tha cho cô bé thiên đại rơi xuống mặt đất điều hòa hơi thở rồi nhìn về phía bạch mộ thừa trong lòng cô bé rất thắc mắc, tại sao cậu ta lại bảo vệ mình? Lúc đầu Thiên Đại còn tưởng rằng đó là anh cả, hơn nữa cô bé vẫn đang nghi ngờ về việc tại sao một người dị hóa mạnh mẽ như Côn Lôn lại phải nể mặt Bạch Mộ Thừa tới vậy. Cho dù Bạch Mộ Thừa có mạnh mẽ đến đâu thì cậu ta cũng chỉ là một người bình thường mà thôi, nếu thật sự đánh nhau thì có lẽ Bạch Mộ Thừa cũng không thể đánh thắng cô bé. Cả hai phớt lờ Thiên Đại rồi đi ra cửa, Côn Lôn vung tay về phía bức tường, một cơ quan đột nhiên xuất hiện. Ngay sau đó, hình chiếu ba chiều xuất hiện trên bức tường ở hai bên. Những gì họ nhìn thấy chính là tình hình bên ngoài. Bên trong nghĩa trang có rất nhiều cảnh sát mặc thường phục đang chuẩn bị phục kích bọn họ. Côn lôn bật cười vài tiếng, sau đó đột nhiên quát lên. Đi đi, hỡi các chiến binh của ta, hãy biến tất cả bọn chúng thành nô lệ của các người đi. Giọng nói của Côn lôn cực kỳ uy nghiêm, lại có sức mạnh hùng hồn và dữ dội. Chỉ trong khoảnh khắc, mặt đất rung chuyển, những ngôi mộ khác trên màn hình đột nhiên mở ra có rất nhiều người dị hóa nhảy ra ngoài những người đang mai phục gần đó hết sức sợ hãi họ lập tức phát động một cuộc tấn công thiên đại cảm thấy lo lắng cho bọn họ ngay khi nhìn thấy cảnh tượng này một người dị hóa đã nhanh chóng khống chế một cảnh sát và há miệng chực cắn mục tiêu đúng lúc này một tia sáng trói mắt chợt giáng xuống từ trên trời khiến người dị hóa kia dừng lại một đứa trẻ từ trên trời rơi xuống và nhanh chóng giải cứu cảnh sát kia khỏi người dị hóa cái gì vậy Côn lôn hờ lạnh Là người máy Chẳng lẽ ngay cả một người máy nhỏ bé mà binh đoàn của anh cũng không thể chế ngự hay sao Bạch mộ thừa châm chọc Ánh mắt của côn lôn hiện lên một tia lạnh lẽo Anh ta lập tức nhấn vào mấy nút điều khiển trên tường Ngay lập tức Bên ngoài vang lên tiếng vo ve Người máy nhỏ đột nhiên phát ra âm thanh báo động <laughs> Xem thờ nó sẽ chịu đựng đợt nhiễu sóng này bằng cách nào Quả nhiên người máy nhỏ nhanh chóng rơi xuống đất Con người cũng không còn linh hoạt Và chiến đấu một cách loạn trọng những người dị hóa tiếp tục tấn công nhóm cảnh sát, đột nhiên năm người trong số họ nhảy bổ lên rồi lao về phía cảnh sát. Đôi mắt của Thiên Đại mở to, hai tay cô bé vô thức siết chặt thành nắm đấm, nắm thật chặt. Trái tim Thiên Đại như đang treo lơ lửng trong khoảnh khắc, những người dị hóa kia lao tới, sau đó lại nặng nề trùng xuống. Cô bé chỉ có thể lo lắng cho họ và cảm thấy tiếc cho đối phương, tựa như lúc chứng kiến cảnh tượng vừa rồi trong khu dân cư, Thiên Đại hoàn toàn nôn nóng nhưng lại bất lực, cứ ngỡ rằng kết cục đã định. Nhưng đúng lúc này lại xuất hiện những bước ngoặt Năm người dị hóa đang lao về phía cảnh sát Đột nhiên lơ lửng giữa không trung Hoàn toàn không thể tiến lên phía trước Nhóm cảnh sát bên dưới đã thoát nạn Nhanh chóng bay binh bố trận mà không hề sợ hãi Côn lồn cả giận Là ai Hình ảnh vừa xoay chuyển thì họ đã trông thấy Một người phụ nữ xinh đẹp tuyệt trần Đang bay giữa không trung phía trên nghĩa trang Khuôn mặt của cô nghiêm nghị Vừa trong trẻo vừa lạnh lùng Bàn tay của cô nắm hờ Hướng về phía năm người dị hóa kia Để điều khiển hành động của họ Khi bàn tay thon dài nhỏ nhắn và trắng trẻo như ngọc của cô khẽ xoay năm người dị hóa kia như những thằng hề vô lực Lào mạnh về phía núi giả Tất cả đều bất tình Giây tiếp theo Cảnh sát lập tức bước tới để bắt từng người một Thiên đại nhìn thấy đường thiên miểu Trong mắt dần dần lộ vẻ sùng bái Quá 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 ngầu Chương 1568 Cô mạnh hơn nhiều so với tưởng tượng của anh ta là cô ta. Côn Lôn tức giận đến mức ngay cả áo tràng cũng toát ra lửa giận. Bạch Mộ Thừa tiến lên trước vài bước rồi nhấn nút, cánh cửa trước mặt mở ra ngay. Chẳng phải anh luôn tự xưng mình là người mạnh nhất sao? Nếu như ngay cả người phụ nữ này cũng không thể đánh bại thì tôi nghĩ từ nay về sau anh cũng không cần hô hào sương bá khắp thiên hạ nữa đâu. Thiên Đại nghe vậy thì cảm thấy cực kỳ kinh ngạc. Bạch Mộ Thừa đang muốn kích thích Côn Lôn đánh nhau với Đường Thiên Miểu, mà dường như Côn Lôn cũng đã mắc lừa. Anh ta hờ lạnh rồi lập tức bay ra ngoài hướng thẳng tới chỗ đường thiên miểu bên ngoài vừa đáp xuống đất thì thiên miểu đã cảm nhận được một luồng gió lạnh lẽo thốc vào mặt mình một bóng người cao lớn hơn 2 mét đứng trước mặt cô bóng đen che khuất tầm nhìn của thiên miểu những kẻ cản đường tôi đều phải chết sạch anh ta hét lớn rồi lập tức tấn công đường thiên miểu cô nhanh chóng lùi về phía sau nắm bắt chính xác từng chiêu thức của côn lôn chẳng mấy chốc thiên miểu đã phát hiện ra mặc dù đối phương có năng lực cao cường nhưng anh ta gần như không có nền tảng trong võ thuật cổ xưa nếu loại bỏ năng lực đặc biệt thậm chí côn lôn còn không thể chống đỡ trong vài giây sau khi đoán được đường đi nước bước của đối thủ thiên miểu cũng nhanh chóng nghĩ ra biện pháp đối phó sau một đợt biến hóa cô quay lại sử dụng võ thuật cung phu thừa lúc đối phương không kịp phản ứng thiên miểu nhanh chóng tấn công vào đầu gối của côn lôn khiến anh ta bất ngờ khựu xuống thật mạnh một màn bụi đất thốc lên thiên miểu áp đảo người cầm đầu thành công Côn Lôn vô cùng tức giận, anh ta dồn lực vào hai tay để tập trung sức mạnh, sau đó dùng sức điều khiển tất cả những viên đá xung quanh bay về phía cô. Thiền Miếu tức thì giơ tay chống đỡ, toàn bộ sức mạnh tinh thần mạnh mẽ đều tập trung vào từng đợt đá nhỏ ở phía trước, chỉ trong nháy mắt, toàn bộ tảng đá vỡ vụn rồi rơi xuống đất, vang lên những âm thanh rầm rầm. Côn Lôn kinh hoàng hô lên, hai mắt trừng lớn và bay lùi về phía sau. Đoạn anh ta tiếp đất và đứng yên tại chỗ, hơi nhầm mắt lại và nhìn chăm chăm vào người phụ nữ trước mặt mình, suốt một hồi lâu cũng không nói nên lời. Năng lực của người phụ nữ này quả thực vượt xa dự liệu của Côn Lôn, vượt xa quá nhiều. Hoặc là chống đối rồi bị tôi đánh cho tàn phế, hoặc là ngoan ngoãn khoanh tay chịu trói, anh tự chọn đi. Giọng nói rõ ràng mà lạnh lùng của người phụ nữ truyền tới, Côn Lôn điên cuồng cười to, kiêu căng ngạo mạn, vừa rồi là do tôi khinh địch mà thôi. Bây giờ tôi sẽ cho cô biết thế nào là sức mạnh thực sự. Vừa dứt lời, hai chân anh ta bèn dang rộng bằng vai, đầu khối chậm rãi khựu xuống, hai tay đột nhiên vỗ mạnh từ trên xuống dưới. Đôi tay kia cắm thẳng xuống lòng đất rồi trực tiếp nhấc miếng đất kia lên. Mặt đất dưới chân Thiên Miểu bắt đầu rung chuyển, đồng thời xuất hiện lực hấp dẫn cực lớn như muốn hút cô xuống lòng đất. Vừa định dùng sức mạnh thì Thiên Miểu chợt cảm thấy trong bụng hơi khó chịu, sức lực bộc phát cũng bị giảm một nửa, cô không dám đối phó một cách tùy tiện nữa. Thiên Miểu đỡ bụng, đôi mắt trầm tĩnh lướt nhìn xung quanh, Cuối cùng ánh mắt của cô tập trung vào một tấm bia mộ. Trong nháy mắt, Thiên Miểu lập tức điều khiển nó từ bên cạnh để giáng một đòn tấn công bất ngờ vào Côn Lôn, khiến anh ta không kịp phòng ngự. Một tiếng nổ ầm vang lên, khi bia mộ va vào Côn Lôn, âm thanh bùng nổ tương tự như tiếng va chạm giữa đá và thép. Anh ta bị phân tâm nên sức mạnh trong tay cũng suy yếu đi rất nhiều. Thiên Miểu lập tức tận dụng thời cơ này để bay đi, loại bỏ mối nguy. Đúng lúc này, đường mà, giọng nói của cô bé truyền đến từ bên cạnh, vừa quay đầu lại thiên miểu đã thấy bạch mộ thừa đang chĩa súng về phía mình một tiếng súng vang lên xung quanh tĩnh lặng mùi máu tươi nồng nặc lan tỏa trong không khí vừa rồi trong khoảnh khắc kia thiên miểu chẳng kịp né tránh nhưng dưới kỹ thuật bắn súng chính xác đó viên đạn vẫn không bắn trúng cô thiên miểu nhìn bạch mộ thừa và bắt gặp sự chán ghét lẫn thù hận xa lạ trong mắt anh ta ngay sau đó biểu cảm của bạch mộ thừa trở nên méo mó và đau đớn Chương 1569, xin lỗi, dường như cậu ta đang rất đau đầu. Cậu ta chợt ngồi xổm xuống, cây súng trong tay cũng rơi xuống, cứ thế cậu ta yếu ớt ngã xuống. Thiên Miểu nhanh chóng tránh khỏi, đúng lúc đỡ lấy bé gái. Viên đạn đột nhiên văng ra khiến máu ồ ạt chảy. Thiên Miểu thấy cô bé dũng cảm quên mình như thế thì rất kinh hãi, cũng không biết phải làm thế nào. Họ vốn chẳng là gì của nhau, sao cô bé này lại mạo hiểm tính mạng mình để bảo vệ cô? lúc này phía sau truyền đến sát khí mãnh liệt, cô lập tức quay đầu lại nhưng người bên cạnh đã nhanh hơn cô một bước, đứng chắn trước mặt cô, nhắm khẩu súng về phía côn lôn. cô nhìn người đàn ông đứng trước mình, thấy ánh mắt quen thuộc, cô bắt giác thốt lên: sư huynh, đưa con bé tới bệnh viện đi. nói rồi anh ta lập tức bóp cò về phía côn lôn. sau đó lại một tiếng súng vang lên, kế tiếp đó là ba tiếng đoàng 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 liên tiếp, nhưng côn lôn vẫn đứng sừng sững ở đó. một lúc lâu sau, côn lôn mới cười khẩy một tiếng. Đồ vô dụng quay lại rồi này Đúng là tôi đã quá coi thường anh rồi Đoạn côn lôn lại nhìn thiên miểu Cô bé Hôm sau chúng ta lại tranh luận tiếp nhé Tôi rất hứng thú với cô Vừa dứt lời bóng dáng côn lôn đã biến mất Lông cảnh sát xông tới thì đã chẳng bắt được anh ta nữa Nhưng thiên miểu cũng không quá để ý tới chuyện này Lập tức đưa cô bé tới bệnh viện Ngoài cửa phòng phẫu thuật Thiên miểu và bạch bộ thừa yên lặng ngồi trên dãy ghế Sau một lúc lâu Anh ta đưa cho cô một ly nước ấm Uống chút nước đi Cô nhận lấy, nhìn khuôn mặt quen thuộc của anh ta, trong lòng cô chợt có cảm giác khó chịu không nói nên lời. Nghe nói em đang mang thai, sau này em đừng nhúng tay vào những việc thế này nữa. Họ lo lắng mà anh cũng lo. Anh ta sầu não nói, mắt không nhìn thiên miểu mà chỉ uống hết ly nước trong tay. Thiên miểu phát hiện đường nét của anh ta ngày càng rõ hơn, toàn thân cũng gầy sọp đi. Dường như cô không thể tìm thấy nụ cười tươi sáng rạng rỡ ngày trước trên mặt anh ta nữa. So với em thì anh mới là người không nên nhúng tay vào đấy cô nói Trải qua chuyện vừa rồi Cô cũng đã nhận ra Cô lồn vốn không hề chấp nhận anh ta Người hợp tác cùng chỉ là nhân cách phụ của anh ta mà thôi Cho nên chắc chắn mỗi ngày Anh ta đều rất khổ sở Từ lâu anh ta đã thể hiện lập trường của mình Nhưng chẳng qua không thể làm gì được Cho dù có phản đối cũng vô dụng Nhưng cô lại cho rằng đó chính là suy nghĩ của anh ta Xin lỗi sư huynh Nghĩ vậy cô ấy náy nói Bạch mộ thừa chậm rãi nhếch môi Nụ cười thoạt nhìn rất mệt mỏi Xin lỗi cái gì Tất cả Ngốc anh ta hơi ngừng lại, mắt cụp xuống sửa lại lời nói. Em không cần phải xin lỗi, tất cả đều do anh cam tâm tình nguyện lựa chọn như vậy. Anh biết, có nhiều chuyện dù có muốn gượng ép cũng không được. Anh ta cau mày, hóc mắt khẽ ửng đỏ. Anh vào nhà vệ sinh một lát. Nói rồi anh ta đứng dậy rời đi. Thiên Miểu rơi vào trầm tư, tâm trạng rất tệ. Không bao lâu sau, cửa phòng phẫu thuật mở ra. Sao rồi bác sĩ? Yên tâm đi, viên đạn đã được lấy ra, không ảnh hưởng tới phần yếu hại cô bé được đẩy vào phòng bệnh. Trong cái rủi có cái may, viên đạn vốn cũng không găm sâu, mà thể chất của cô bé cũng rất tốt. Chỉ trong chốc lát, tác dụng của thuốc mê đã hết. Thấy cô, cô bé nhíu mày. Anh tôi đâu? Có phải anh ấy gặp nguy hiểm không? Trước 1570, anh ấy nhờ tôi bảo vệ chị. Thiên Miểu trả lời, anh ấy đi vệ sinh rồi, sẽ về ngay. Nghe thế cô bé mới nằm xuống lại. Sau một lát chân mày cô bé giãn ra cười nói, đúng là tôi nghe thấy tiếng anh ấy ở quanh đây, Chú cảnh sát đang nói chuyện với anh ấy Thành giác của em tốt đấy Thiên miểu không bất ngờ trước chuyện này Cô bé nói Bởi vì tôi là người dị hóa Hình như chị cũng không giống người bình thường đúng không Tôi thấy chị mạnh hơn tôi nhiều Lúc chị đánh cái tên xấu ra vừa nãy thật sự rất ngầu đó Những lời cô bé nói đều là thật lòng Thiên miểu chỉ nói Chị không giống bọn em Bọn em không có quá nhiều tác dụng phụ Kiên cường nỗ lực sống Chị và mẹ chị thì không được như thế Vì sao ạ Bởi vì chúng ta không dùng cùng một loại thuốc Cô bé lại nói Nhưng chúng ta cũng không phải hoàn toàn giống nhau Rất nhiều người đều không thể chống chọi được qua tuổi 30 Ba mẹ của tôi cũng thế Cô bé cúi đầu cô đơn nói Họ nói chỉ có người thật sự dung hợp Mới có thể sống lâu dài Thậm chí còn có thể sống lâu hơn cả người bình thường Đến một hay 200 tuổi cũng không thành vấn đề Thậm chí còn có chú gì nói Nếu thật sự có người như vậy Thì hậu duệ của họ sẽ kế thừa được ưu điểm của chính người đó Cũng sẽ không bài xích Máu của người đó thậm chí còn có thể cải tạo Được gen của người khác nữa đấy thiên miểu chỉ mỉm cười mà không nói gì tất cả những chuyện đó đều chỉ là giả thiết mà thôi sao em lại muốn cứu chị cô hỏi cô bé đáp ngay mà chẳng cần nghĩ ngợi bởi vì anh trai tôi nhờ tôi mà anh ấy nói nếu như đột nhiên anh ấy ngủ rồi biến thành một người khác thì có thể người đó sẽ tổn thương chị thế nên anh ấy đã nhờ tôi bảo vệ chị thiên miểu chợt lặng đi cô bé trừng mắt nhìn cô chị gái à chị đã cân nhắc về chuyện tôi nói với chị hôm đó chưa đừng gặp anh ấy nữa Chờ tương lai anh ấy quên chị rồi thì tôi sẽ nói cho chị biết. Lúc đó hai người gặp lại nhau là có thể làm bạn tốt rồi. Bố tôi nói, chẳng có thứ tình yêu nào là vĩnh cửu mà đều có thời hạn. Khi hết hạn rồi thì sẽ chẳng ai đau lòng nữa. Ánh mắt của cô bé rất ngây thơ. Thiên miểu khẽ nở nụ cười, lấy máy chống ổn xuống đặt vào lòng bàn tay cô bé. Nếu thấy ổn quá thì đeo cái này lên. Nó sẽ giúp em cảm thấy yên tĩnh hơn. Măn cô bé sáng lên. Trên đời còn có thứ tốt như thế này á. Tôi đeo ngay đây, Cô bé đeo một chiếc vào tay Đúng này, tốt quá đi Sau này tôi có thể ngủ ngon giấc rồi Giờ thì không đeo nữa, tôi muốn nghe thấy giọng của anh thấy vẻ vui sướng và yêu thích trong mắt cô bé Thiên miểu cũng bắt giác nở nụ cười Cô ngồi một lúc Cũng không muốn làm bạch mộ thừa khó chịu Nên lặng lẽ rời đi Cô vừa đi được một lúc thì bạch mộ thừa quay lại Anh, vừa nãy chị đường cho em máy chống ồn Thần kỳ lắm nhá Đeo lên cái là thoải mái hơn nhiều Bạch mộ thừa khẽ gật đầu Ánh mắt dao động Thiên Miểu vừa về tới nhà đã thấy Phong Huyền đang vội vã đi ra Thấy cô anh sửng sốt Sau đó lại nhìn vào quần áo của cô Sao lại bị thương Anh lo lắng hỏi Đưa tay ra định bế cô tới bệnh viện Cô chặn tay anh lại Máu của người khác Ngay cả vậy Phong Huyền vẫn phải đưa cô đi kiểm tra mới yên tâm Anh vừa từ công ty trở về Sau giờ tăng ca nhưng lại không thấy cô đâu Gọi điện thoại cũng không được nên vội vàng chạy ra ngoài Nào ngờ vừa lúc cô về tới Sao lại tùy hứng như thế hả không phải anh đã dặn không được ra ngoài một mình à anh nhẹ giọng trách cứ